Em xin chào các bác ạ, và hôm nay bên em lại tiếp tục có một vận đơn khách hàng gửi đầu lên nâng cấp các bác nhé. Và đây là cái đầu đĩa cũ của khách này, nó là cái loại đầu đĩa âm ly kèm với cả mic ý. Và cái đầu đĩa này thì nó sử dụng nó cách đây thời gian rất là lâu rồi, nên là nó sẽ có một cái phần mềm sẵn trong này, nó chạy những cái bài hát có sẵn. Và nó chỉ giới hạn ở đấy thôi, nó không cập nhật, nó không làm bất cứ thêm được một cái gì nữa. Và cái bài hát của nó thì rất là ít, giới hạn nó khoảng chắc cùng lắm là khoảng gần 1.000 bài. Chính vì vậy ở cái thời điểm hiện tại thì những cái bài hát đấy nó đã lỗi thời rồi, nó cực kỳ lỗi thời rồi và chúng ta không thể nào sử dụng thêm nữa. Và những cái tính năng của nó thì rất là giới hạn, nó chỉ dừng ở việc là hát karaoke thôi, ngoài ra nó không có tính năng gì thêm. Chính vì vậy là bác khách gửi lên bên em để nâng cấp lên cái main của đầu smartcar các bác nhé. Và sau khi nâng cấp thì thay ở cái phần chặn đằng sau này này, và thay vào đó là một cái đoạn main của smartcar, và thì cái đầu này nó sẽ biến thành một cái dòng đầu karaoke chuyên nghiệp đời mới nhất ở trên thị trường hiện tại. Và cái dòng đầu karaoke này thì nó có thể hát online, xem YouTube, rồi nghe nhạc, rồi xem phim 3D, phim 4K, Zalo, Facebook, vân vân, xem TikTok, rất là nhiều các chương trình giải trí. Và nó sẽ chạy hệ điều hành Android, chính vì vậy là các bác có thể tùy biến, các bác có thể cài đặt và các bác có thể là tải được nhiều các ứng dụng khác nhau về để sử dụng, tùy theo sở thích cá nhân. Và cái màn hình khi mà chúng ta cài đặt xong cái main smartcar ấy, nó có thể là kết nối với cả màn cảm ứng này, nó có thể điều khiển bằng một con chuột không dây này, hoặc là chuột có dây này, hoặc là các bác cũng có thể sử dụng một chiếc máy tính bảng để các bác có thể là cài đặt cái ứng dụng điều khiển smartcar lên và chúng ta sử dụng các bác nhé. Và khi mà chúng ta sử dụng cái dòng đầu smartcar thì nó cực kỳ đơn giản thôi, cái giao diện và cái bố cục sắp xếp của nó thì rất là dễ nhìn. Màn hình chính của cái ứng dụng karaoke smartcar này nó sẽ có 3 mục karaoke này, YouTube, SoundCloud. Cái đầu này thì bên em đã lắp thêm cái ổ cứng vào ở phía bên trong, thế nên là chúng ta có thể hát những cái bài offline có sẵn trong ổ cứng. Và một cái nữa là cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần YouTube online này. Đó là những cái bài hát cập nhật online thường xuyên chạy qua server của hãng, thế nên là nó sẽ lọc ra những cái loại những cái video chất lượng âm thanh, hình ảnh sắc nét nhất, âm thanh hay nhất. Và nó sẽ không hề có quảng cáo các bác nhé, mượt mà trơn tru, tốc độ truy cập mạng rất là nhanh. Và cái đồng đầu smartcar này ấy, thì các bác có thể là một là kết nối mạng có dây, hai là các bác có thể kết nối mạng wifi, mạng không dây đều được các bác ạ, đều được luôn nhá. Và cái tốc độ truy cập mạng của nó rất là nhanh, khi em vừa chọn bài thì nó sẽ có hiển thị, nó chạy luôn này. Đấy, đây là cái phần chọn nhạc online các bác nhá. Và cái hình ảnh đưa lên TV là 1080 cực kỳ sắc nét. Và nếu các bác không muốn nghe nhạc thì các bác không muốn hát karaoke thì nó sẽ có cái phần SoundCloud để các bác có thể nghe nhạc. Đấy, và nó có thể thay đổi ngôn ngữ bàn phím sang các ngôn ngữ khác nhau để các bác có thể lựa chọn nhiều bài hát ngôn ngữ khác nhau cho trường hợp là anh em sử dụng làm cái phòng hát chuyên nghiệp và tiếp đón nhiều đoàn khách nước ngoài khác nhau vào đấy. Đây là một cái tính năng là đặc biệt ở trên dòng smartcar và gần như là chưa có bên đầu nào nó có cái tính năng này cả. Đấy, và khi mà chúng ta thoát ra ngoài màn hình chính ấy, màn hình menu của cái đầu smartcar thì nó sẽ là cái kho ứng dụng của nó các bác nhé. Đây em sẽ nhấn thoát ra này. Ok này. Đây vào cái hình con robot này thì đây chính là cái kho menu của nó. Chúng ta có thể vào cái ứng dụng cửa hàng, chúng ta tải bất cứ một cái ứng dụng gì mà chúng ta thích về, YouTube, Zalo, Facebook, VTV Go, FPT, Play, K cộng, xem bóng đá, xem thể thao, vân vân. Đấy, và con này thì một là các bác sử dụng màn cảm ứng, nếu các bác có thể sử dụng nó là ok nhất, thuận tiện nhất. Hai là để tiết kiệm chi phí, các bác chỉ cần nâng cấp cái đầu cũ lên thôi, chi phí rơi vào khoảng 5 triệu đến 5 triệu rưỡi thôi. Và các bác sắm thêm một cái chuột có dây rất là rẻ, mấy chục nghìn cho đến 100.000 một cái chuột. Các bác sử dụng cái con chuột này kết hợp với cả màn TV để điều khiển các bác nhé. Khi mà các bác cắm cái con chuột này vào đằng sau đầu qua cái phần kết nối USB, đằng sau đầu nó sẽ có cổng USB này, em cắm đây cho các bác xem nhé. Thì ngay lập tức là ở trên màn hình TV nó sẽ xuất hiện một con chuột. Đây các bác thấy em đang di trên này không? Và các bác có thể thoải mái thao tác ở trên cái ứng dụng smartcar này, cái đầu smartcar này. Đấy, và các bác có thể là cài đặt ứng dụng rồi vân vân, rất là nhiều các tính năng khác nhau để các bác thể thoải mái sử dụng. Đấy, và các bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái main smartcar cũng như là cách nâng cấp cái đầu smartcar, hoặc là các bác đang có những cái đầu cũ mà muốn biến nó thành cái đầu đời mới nhất, các bác gửi lên bên em sẽ hỗ trợ cài đặt lắp đặt cho các bác và hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Bên em chỉ lấy cái tiền của cái main smartcar thôi, còn lại công lắp đặt rồi tư vấn hỗ trợ lắp đặt là bên em sẽ hoàn toàn hỗ trợ miễn phí cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin dừng cái clip này ở đây ạ.